Phúc An TV xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Hôm nay Thiên Ngân cùng với chú Nhật Bình đã làm một điều rất là tuyệt vời, đó là việc Thiên Ngân đến với shop của chú Nhật Bình, chuyên gia trang điểm, để được chú Nhật Bình hóa trang làm đẹp cho Thiên Ngân xinh như một cô công chúa. Và cùng với chú chuyên gia trang điểm Nhật Bình quảng cáo về những sản phẩm làm đẹp của chuyên gia trang điểm Nhật Bình. Hình ảnh của Thiên Ngân được chuyên gia trang điểm Nhật Bình hóa trang thành một cô công chúa rất là xinh đẹp. Thiên Ngân cũng đã có một buổi trò chuyện vui vẻ cùng với tất cả khách hàng, bà con, cô bác luôn yêu mến và ủng hộ Thiên Ngân. Thiên Ngân giờ đây đã trưởng thành hơn, hình ảnh của Thiên Ngân với bàn tay làm đẹp của chuyên gia trang điểm Nhật Bình thì Thiên Ngân rất là xinh đẹp. Thời gian gần đây thì Thiên Ngân cũng đã tham gia một số show biểu diễn, và show biểu diễn sắp tới đây của Thiên Ngân đó là show biểu diễn tại núi Sam, Châu Đốc, An Giang cùng với đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung, đó là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung cùng với Trường Sang, Giono, Trường Huy và Giác Long. Thiên Ngân cũng có hai show diễn với hai đêm diễn ngày 4 tháng 6 và 5 tháng 6. Và điều đặc biệt là mới đây trên kênh YouTube của Thiên Ngân cũng đã công chiếu một bài hát, một ca khúc Biển Tình. Đây là một ca khúc mà trước đây ca sĩ Phi Nhung đã hát rất là thành công. Vì vậy, việc Tuyết Nhung thể hiện bài hát này được rất là nhiều cô chú anh chị cũng khen ngợi, vì Thiên Ngân có một cái giọng hát cũng rất là cao. Bài này chỉ có Phi Nhung là hát hay nhất. Cố lên Thiên Ngân, Ngân sắp bằng mẹ Phi Nhung rồi đấy. Thiên Ngân xinh gái lại hát hay, cô chúc cháu nhiều sức khỏe, đem tiếng hát ngọt ngào đến khán giả đầy yêu thương cháu. Bé Ngân đẹp gái dễ thương hát hay, cô chúc bé Ngân học giỏi thành tốt tốt, con đường nghệ thuật được ông bà ủng hộ thành công tốt đẹp. Chúc mừng Thiên Ngân đã đến với Trung tâm Thúy Nga biểu diễn. Cố lên, hãy tỏa sáng trên sân khấu ở hải ngoại, cho mẹ Phi Nhung được vui, được hạnh phúc bé nhé. Thì thời gian vừa qua Phúc cũng đã cập nhật để gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả xem kênh của Phúc, đó là thông tin vui về việc Trung tâm Thúy Nga cũng đã thông báo hình ảnh show biểu diễn thứ bảy chủ nhật vào ngày 25 tháng 8 sắp tới đây, hai show của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night ở hải ngoại. Và show này thì chỉ có Tuyết Nhung và Thiên Ngân tham gia. Trước đó thì có hình ảnh poster của cả ba chị em, đó là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, vì lý do gì, thì ngày hôm sau, Trung tâm Thiên Nga đã thay đổi hình ảnh poster là chỉ có Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Và chủ đề của đêm biểu diễn hai show liên tục vào ngày 25 tháng 8, đó là diễn ra vào lúc 2 giờ và vào lúc 7 giờ. Tức là 2 giờ chiều 30 phút, rồi 7 giờ tối 30 phút, cách nhau 5 tiếng đồng hồ. Show này là toàn những ca nghệ sĩ nữ tham gia mà thôi, với chủ đề Bolero và Em, và duy nhất ban nhạc nam. Đây là một show rất là đặc biệt với tất cả các thế hệ ca nghệ sĩ nữ qua nhiều thế hệ khác nhau. Và đây là lần thứ hai mà Thiên Ngân được biểu diễn ở Trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Lần đầu thì biểu diễn ở Bangkok, Thái Lan. Còn Tuyết Nhung là lần thứ ba biểu diễn ở Trung tâm Thúy Nga. Bởi vậy, việc Thiên Ngân và Tuyết Nhung biểu diễn ở Trung tâm Hải ngoại Paris by Night đó là một điều rất là tuyệt vời. Và hiện tại thì rất nhiều cô chú anh chị khán giả chúc mừng cho Thiên Ngân và Tuyết Nhung ở show Paris by Night. Bé Thiên Ngân hát hay, cố lên con gái yêu. Cô chúc cháu nhiều sức khỏe, thành công trên con đường nghệ thuật.
Rất là nhiều cô chú anh chị đã ngợi khen bài hát Biển Tình của Thiên Ngân. Thiên Ngân, con có chất giọng quý và đam mê ca hát cải lương giống như mẹ Phi Nhung. Hiện chắc con còn buồn và ngại hát ca cổ. Khán giả vẫn muốn nghe con hát và ủng hộ con đó. Con hãy đầu tư đi học một lớp ca cải lương để lấy lại sự tự tin cho mình và sửa các thiếu sót mà cô ba bình tĩnh chỉ dạy, thuyết phục được anh Duy, hai anh em cùng học thì hay biết mấy. Sau đó về triển khai hát tân cổ phục vụ cho khán giả. Năm sau hoặc sau khi tốt nghiệp đại học, con lại vào học viện cải lương thực hiện đam mê của mình. Đó là chia sẻ của vị khán giả. Khi mà thời gian vừa qua, Thiên Ngân có tham gia các chương trình học viện cải lương, và Thiên Ngân sau khi vượt qua một số vòng thì đã bị loại khỏi cái cuộc thi đó là học viện cải lương. Nhưng việc Thiên Ngân hát được rất là nhiều cô chú anh chị ngợi khen, nên vị khán giả này mong muốn là Thiên Ngân hãy tiếp tục đam mê và hãy tiếp tục tham gia vào cuộc thi học viện cải lương lần sau. Con gái hát hay quá đi, cô chúc con thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường ca hát, và luôn luôn được khán giả yêu mến con thật nhiều nè con yêu. Rất là nhiều lời chúc mừng của khán giả tiếp tục gửi đến với Thiên Ngân với ca khúc Biển Tình. Đó là ca khúc mà Thiên Ngân đã up lên trên YouTube của mình. Thì thời gian gần đây hình ảnh của Thiên Ngân rất là chỉnh chu. Việc Thiên Ngân ngày hôm nay đến với chú Nhật Bình, chuyên gia trang điểm Nhật Bình, để cùng chú Nhật Bình giới thiệu về những sản phẩm làm đẹp để phục vụ cho các chị em phụ nữ, thì rất là nhiều cô chú anh chị đã ngợi khen hình ảnh của Thiên Ngân ngày càng đẹp hơn. Hai chú cháu dễ thương, chú Nhật Bình hóa trang cho Thiên Ngân thành công chúa quá đẹp. Hai chú cháu dễ thương, nhìn hai chú cháu lại nhớ mẹ Phi Nhung nhiều lắm. Chúc hai chú cháu thật nhiều sức khỏe. Chào chú Bình và bé Thiên Ngân, hai chú cháu rất là dễ thương. Đó là những lời chúc mừng của khán giả khi mà Thiên Ngân tham gia một cái buổi live stream cùng với chuyên gia trang điểm Nhật Bình để bán những sản phẩm làm đẹp cho khán giả. Thì Thiên Ngân cũng đã giới thiệu về show diễn ở núi Sam, Châu Đốc. Tháng 6 có hẹn với cả nhà nhé. Thời gian qua em đã nghe và nhận được nhiều lời góp ý từ khán giả cũng như mọi người xung quanh dành cho em, và em cũng đang dần học hỏi và cải thiện bản thân tốt hơn. Sắp tới em sẽ có những sản phẩm âm nhạc vừa quen cũng vừa lạ. Mong là cả nhà luôn nghe và góp ý ủng hộ cho em. Em rất biết ơn về điều đó. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ, mát mẻ. Đó là chia sẻ của Thiên Ngân. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Chúc cho Thiên Ngân sẽ sớm ra sản phẩm âm nhạc vừa lạ vừa quen, giống như Thiên Ngân đã giới thiệu, và sẽ luôn luôn ủng hộ Thiên Ngân cũng như ủng hộ Đàn Gà Con của ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.